Xin chào quý vị và xin chào các bạn. thú vị, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2023. À, trưa hôm nay thì Ngọc thấy có một cái bài báo có một cái tiêu đề và nhìn cái tiêu đề là Ngọc bấm vào Ngọc coi liền. À, khi mà nó hiện lên máy thì Ngọc bấm vào Ngọc coi. À, cái này nó sẽ liên quan đến những cái nồi chuyên không dầu. Tại vì nhà Ngọc có nồi chuyên không dầu cho nên là Ngọc bấm vào Ngọc coi liền khi mà người ta nói là Air Fryer Recall. À, recall tức là cái sản phẩm nó bị lỗi. Và nó có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng cho nên là người ta phải thu hồi lại và người ta sẵn sàng gửi cái mới cho người tiêu dùng. Thì nếu như mà quý vị có nồi chiên không giàu ở nhà thì quý vị để ý nha xem thật cái sản phẩm mình mua mình đang sử dụng nó có bị recall trong cái trường hợp này hay không. Người ta nói rằng là có tới 2 triệu sản phẩm là quý vị 2 triệu cái nồi chiên không giàu uh, bị, uh, bị recall tức là nếu như mà quý vị có thì quý vị có thể là uh, nhận được cái mới sau khi mà người ta thu hồi cái cũ thì uh, khi mà ngọc đọc cái news đó thì ngọc cũng ngờ ngợ và ngọc vào google ngọc ra thêm một chút xíu thì có một cái trang của chính phủ cái trang này thì người ta tải lên cái đây là một ngày nhưng mà tại cái thời điểm mà ngọc xem cái news này á, là cái news này rất là mới quý vị rất là mới đó cho nên là Ngọc muốn chia sẻ liền để quý vị để quý vị có thể về nhà coi ví dụ như quý vị đang đi làm thì tối chiều quý vị về coi thử cái nồi chuyên hôn dầu của mình có trong cái trường hợp này hay không thì ở đây quý vị thấy rằng á là người ta để cái nhãn hiệu của các công ty là cái tên này Corsi uh, Corsori đó không biết là Ngọc đọc cái tên này có đúng hay không thì uh, người ta nói rằng là 2 triệu cái air fryer này bị recall bị thu hồi tại vì những cái sản phẩm này nó bị lỗi nó có thể là gây cháy gây um, bỏng burn đó quý vị burn và fire và nó có thể là nó overheating à, tức là cái nhiệt độ nó nó cao quá thì có thể là nó làm cháy đồ ăn cháy thức ăn rồi nó cháy rồi nó có thể là phát hỏa nữa cho nên là chúng ta thật là cẩn thận khi mà người ta đã thông báo như vậy rồi thì chúng ta nên để ý cái sản phẩm ở nhà mình đang dùng là như nào quý vị nha à, khi mà ngọc đọc cái news này á thì ngọc cứ nghĩ là không biết là nhà mình xài cái hiệu gì thật sự là không nhớ quý vị nhớ là cái hình ảnh nó không giống như vậy thôi chứ mà không nhớ cái hiệu gì luôn thì trên cái trang của chính phủ nè quý vị, trên cái trang mà có cái đuôi .gov đó. Thì của government. Thì quý vị thấy rằng cái news này là chính thức và cái trên cái trang của công ty này á là người ta cũng thông báo chính thức luôn. Và cái lý do mà người ta thu hồi những cái sản phẩm này á là do những cái hazard tức là những cái cái, cái, cái nguy cơ tiềm ẩn có thể là gây cháy và gây gây cái bỏng cái phỏng đó quý vị thì ở đây người ta có thêm trên cái trang của chính phủ đàng hoàng người ta mô tả những cái sản phẩm record này á, là những cái model như sau rất là nhiều cái model quý vị nha và cái size của nó là 3.7 quart hoặc là 5.8 quart và cái hiệu của nó là cosori không biết là đọc ngọc đọc có đúng hay không và những cái màu của những cái sản phẩm này á ví dụ cái nồi chiên không dầu đó có thể là màu đen màu xám màu trắng màu xanh và màu đỏ ok thì đó là những cái màu những cái mã cái model numbers thì như đây tí nữa ngọc sẽ để lên màn hình để quý vị theo dõi nó dễ hơn và cái size của nó là size 3.7 và cái size 5.8 quart rất là nhiều sản phẩm của mình nha tổng Tổng cộng số sản phẩm là 2 triệu được bán ra ở Mỹ, được bán ra ở Canada và được bán ra ở Mỹ, ở Mỹ là nhiều nhất. Đó, thì cái lý do mà họ đưa ra cái record này á là có rất là nhiều những cái báo cáo, họ nhận được 205 report reports là những cái 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 cái, cái gì mà người ta đã xảy ra rồi. Là nó catch fire quý vị, nó cháy luôn. Đó rồi cái gì nữa nó cháy nè rồi nó 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 melting nó 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 bị nóng quá nó chảy đó quý vị rồi nó nóng quá nó bị overheating rồi thậm chí là nó bốc khói nữa rồi thậm chí là nó nó nó, nó nóng quá nó làm cho người ta bị burn đó quý vị đó thì đó là những cái điều mà chúng ta để ý thậm chí hiện giờ nó không có xảy ra mình vẫn xài bình thường nhưng mà tại vì cái công ty này nó nói rằng là những cái sản phẩm này nó lỗi có thể là ngày hôm nay nó không bị gì hết nhưng mà có thể là ngày mai tuần sau tháng sau năm sau những cái sản phẩm này nó có thể là nó bị những cái trường hợp như vậy cho nên là bây giờ chúng ta nên ngưng sử dụng những cái sản phẩm này quý vị nha khi mà đã recall rồi thì ngưng sử dụng sản phẩm à, tại vì trong nhà mà nó xảy ra cháy rồi như vậy sợ lắm quý vị đúng không? Đặc biệt là những gia đình có trẻ em mà để gần mà nó overheating như vậy á, thì trẻ em thường thường á, nó, nó 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 dối nó, nó lấy đồ rồi nhiều khi nó không có nó không có an toàn cho trẻ em người lớn thì nhiều khi mình để ý nhưng mà nhà có trẻ em thì chúng ta nên cẩn thận và người ta nói rằng á những cái sản phẩm này là bán ở những cái nơi sau đây best buy target home depot um, rồi home goods OK, Kohls, rồi trang website chính hãng, trang eBay, trang Best Buy, Beyond, uh, trang Amazon, Adorama, Um, rồi uh, Lowe's, Macy's, QVC, Staples, Walmart, Wayfair, wellbot wood com trời nhiều cái trang này Ngọc không biết luôn. Chắc là trang ở những cái thứ khác. OK, và đặc biệt ở đây Ngọc không thấy chữ Costco. Cho nên là Ngọc yên tâm một chút xíu. vì giờ Ngọc không nhớ cái 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 hãng cái cái nồi chiên không dầu của Ngọc là cái gì, nhưng mà Ngọc không mua những cái nơi, ở những cái nơi này, Ngọc mua ở chợ Costco. Cho nên là để để về coi thử là như thế nào. À, cho nên là mình à, hơi cũng yên tâm một chút xíu quý vị ha. Nếu như quý vị mua sản phẩm ở chợ Costco hoặc là Sams thì có thể là chúng ta sẽ tránh những cái trường hợp và nó rơi vào cái cái công ty này còn nếu như mà quý vị mua ở Amazon thì quý vị để ý những cái sản phẩm này á, là nó có cái tên hãng ở đây và quý vị nhìn dưới cái đít nồi á quý vị à, lật cái đít nó lên hoặc là dỡ cao cao lên nhìn xem thử là cái hãng này đúng không cái model của nó là như thế nào ok và cái size của nó là bao nhiêu. Nếu như mà cái size 5.8 quart thì cái model là như sau CP158 AF. À, nói chung là như vậy quý vị nhìn lên màn hình cho nó dễ ha. 3.7 thì có 1 2 3 4 models. Cái 5.8 quart thì 3 6 3 5 6, 7 models. Rồi nếu như mà quý vị thấy ở đây nó có một cái size là 5.8 nữa nhưng mà nó gọi là Smart 5.8 Quart thì cái đó thì nó có 6 models. Như vậy quý vị thấy rằng là 10, 17 models khác nhau là bị thu hồi hết. Thì nếu như mà quý vị có những cái này ở nhà quý vị đang xài thì quý vị vào cái trang của công ty Recall recall.cosuri.com đọc không biết là đúng không nữa rồi, thì quý vị bấm vào cái trang này, sau đó quý vị kéo xuống dưới dưới một chút xíu thì nó có chỗ là recall registration form và quý vị có thể bấm vào để quý vị register, ok quý vị đăng ký để mà quý vị nhận được một cái replacement, tức là người ta sẽ gửi cho mình một cái cây mới, thay cái cũ đó rồi quý vị nha. Thì có nhiều người trên Twitter người ta nói rằng là mừng quá, xài cái này bao nhiêu lâu bây giờ rất cũ rồi, bây giờ được công ty cho cái mới. Ha, người ta cũng nói giỡn qua lại như vậy. Thì nếu như mà quý vị xài những cái sản phẩm này thì quý vị lưu ý những cái uh, safety uh, features quý vị nha. Thường thường á là nếu như mà recall là quý vị ngưng sử dụng đi, đừng có xài nữa. Đừng có xài nữa. Tại vì người ta đã thông báo như vậy rồi, có cái nguy cơ như vậy rồi đừng có xài nữa. À, bây giờ mình sẽ đợi cái mới gửi về mình xài hoặc là trong nhà mình mình có hai ba cái thì lấy cái kia ra xài quý vị ha thường thường á nhiều khi cái một nhà gia đình ở Mỹ mình có hai cái microwave hoặc là hai cái nồi chiên không dầu hai cái toaster vân vân nói chung là nhà bếp nhà nào Ngọc thấy cũng quá trời đồ luôn thì đó là những cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ. Nhanh để quý vị có thể tham khảo Và mình coi lại cái bếp của mình Quý vị nha Và Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo à, Ngọc dự định sẽ làm một cái video Về cái chương trình UBI Tiền tháng cho người dân nghèo Để Ngọc giải thích rõ hơn về cái chương trình này Để những ai thật sự cần đó quý vị Thì mình có thể tìm kiếm cái thông tin à, Tại vì nhiều khi quý vị Đợi Ngọc chia sẻ Thì nó Nó lâu đó cho nên là quý vị có thể chủ động để mà tìm kiếm thông tin quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye nào.